Chào cả nhà nhá. Hôm nay mình hướng dẫn cách đứt chỉ bỏ mũi của máy chân máy một kim Yuki. Trước tiên mình tháo chân vịt, tháo mật nguyệt. Ok, vì nó thường đứt chỉ thì ở ổ với là đồng tiền. Mình xem đồng tiền rồi không vấn đề gì thì mình phải xem lại tầm ổ này. Ổ bẩn này. Đấy. Hiện tại bây giờ ở đây cái máy này nó đang bị dính keo, nó che hết cái lỗ kim xuống thì nó sinh ra đứt chỉ. Đấy là một điểm. Điều thứ hai là phải xem lại mỏ móc, nó xem nó có bị sửa không. Đấy, với cánh én xem nó có bị sửa không. Thường sửa bị gãy kim nó đâm vào đấy thì làm cho nó sượt thì nó sẽ bị đứt chỉ. Hai nữa là bây giờ con này nó đang lệch cái đòn gánh ổ đó, thì cái rãnh hạt xoài đấy cái kim đã đâm lên trên quá thì mình phải sửa cái đòn gánh ổ cho cái lòng ổ nó lên một xíu nữa. Ok, thì cái để sửa được đòn gánh ổ này, một là mình gọ cho nó tụt lên một tí, hai là mình lật gầm máy và mình đẩy cái đòn gánh ổ kéo về đằng trên để cho cái kim với cái đòn gánh ổ đấy gần như là bằng nhau, đối diện nhau luôn, nó chỉ xem lệch nhau một xíu thôi. Đấy, hai là mình xem tầm ổ thì cái mỏ móc nó đến nó nằm ở trên lỗ kim 1 mm. Đó, độ hở của mỏ móc với kim là cách nhau 0.05. Thì mình phải cân chỉnh lại tầm ổ để xem nó đứt chỉ không. Vì nó lối đứt chỉ chủ yếu là ở cái ổ này với cái đồng tiền. Khi xử lý đồng tiền rồi vẫn đứt nhiều thì vấn đề là phải xem lại ổ. Vì cái máy bên mình là làm tóc nên có dính keo nhiều, nên phải vệ sinh, cái máy này rất bẩn. Đấy, bụi bẩn. Giờ bây giờ mình đẩy lùi cái đòn gánh ổ lên một chút xíu để nó kéo lòng ổ lên một tí nữa thì nó đỡ đứt hơn. Vì cái kim nó đâm trên cái rãnh hạt xoài nhiều quá, gần như là sát mặt trên quá. Đó, bây giờ mình sửa cái đòn gánh ổ đẩy lùi lên. Cái chỗ này nó hơi bẩn nên hơi mờ một chút xíu, nhưng mình hiểu nôm na là đẩy đòn gánh ổ lên, làm sao đòn gánh ổ nằm trực diện với cái kim, nó lệch nhau một chút xíu thôi thì là ok. Đấy, nhưng bây giờ mình chỉnh lại tầm một chút xíu, con này nó hơi lệch tầm một chút xíu. Để chỉnh tầm ổ thì khi mỏ móc kim đi lên thì mỏ móc đến và nằm trên lỗ kim 1 mm. Độ xa gần là một là bằng 0, hai nữa là cách nhau khoảng cách là 0.05 mm. Đấy, bây giờ mình chỉ chặt ổ lại. Nói chung là mình căn lại một chút xíu thôi. Quan trọng nhất vẫn là đồng tiền với ổ, nó dính bẩn nhiều quá. Cái máy này bên mình làm chủ yếu là keo rất nhiều, nên mọi người cần phải vệ sinh ổ sạch sẽ. Thì khi đấy mình mới phán được là nó đứt là vì lý do gì. Đấy, cũng có thể là do keo nó giữ lại chỉ không qua được thì nó sẽ sinh ra đứt chỉ. Đứt chỉ và bỏ mối, vì khi độ bùng của chỉ nó giữ đi, không bùng được chỉ thì nó sẽ bỏ mối. Đấy, ok, xong thì bắt đầu mình lắp mật nguyệt vào. Lắp mật nguyệt thì mình chỉ hai vịt đấy lại và kiểm tra lại mật nguyệt xem lâu ngày nó có bị xước lỗ mật nguyệt không. Khi mà nó xước lỗ mật nguyệt và nó lõm lồi lõm này nọ thì nó cũng sinh ra đứt chỉ. Nói chung là điều kiện với cái đứt chỉ là như vậy. Xong mình vặn chỉ cái rơm cưa vào, chân vịt vào. Đấy, bây giờ mình chạy thử nhá. Với tốc độ của nó đang hiện tại là 4000, mình chạy mà chạy qua một cái khoảng trống không đứt thì chắc chắn nó là không vấn đề gì nữa. Đấy, chạy qua không trống này, không đứt này. Chạy tóc luôn luôn là như chạy không luôn, chứ không hẳn là nó không đứt, nhưng mà chạy qua như thế không đứt thì không có lý gì mà nó đứt nữa.